Xin chào khán giả của FPT Play. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 16 tháng 10. Cuộc đua tại V-League 2022 đang đi đến hồi kết. Và lúc này thì Hà Nội FC hiểu rằng họ cần thêm chiến thắng trước câu lạc bộ Nam Định để tạo ra khoảng cách lớn hơn với các đối thủ trên bảng xếp hạng. Ngược lại, câu lạc bộ Nam Định cũng đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, trước một đội chủ nhà với lực lượng vượt trội thì thật khó cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có thể tìm kiếm được điểm số. Tiếp đón Nam Định trên sân nhà, câu lạc bộ Hà Nội không mất nhiều thời gian để khai thông thế bế tắc khi ngay phút thứ tư, Hai Long đã mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh giúp Hà Nội dẫn 3-0 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, thế trận có chút thay đổi khi Nam Định phản ứng mạnh mẽ hơn. 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Văn Quyết và Lucao ghi 2 bàn cho đội chủ nhà. 2 bàn gỡ của đội khách được ghi nhờ cú đúp của Trần Mạnh Hùng. Chiến thắng đậm đà 5-2 trước Nam Định giúp Hà Nội FC tạo ra khoảng cách 5 điểm với Hải Phòng và 7 điểm trước Viettel và Bình Định. Trong khi đó, Bình Dương lại có một trận đấu nhạt nhòa trước Thành phố Hồ Chí Minh với trận hòa không bàn thắng. Họ tiếp tục xếp giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 7 cùng 23 điểm, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xếp ở trí áp chót quen thuộc. Còn tại giải nhất quốc gia, trận đấu đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Công an Nhân dân và Quảng Nam. Vì đây là một trong những trận đấu có tính quyết định trong cuộc đua giành suất lên hạng mùa sau. Câu lạc bộ Công an Nhân dân đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng lên chơi ở V-League 2023. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn tại miền Trung, nhưng cuối cùng đoàn quân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vẫn biết cách để đem về niềm vui cho người hâm mộ. Trận đấu trên sân Tam Kỳ Quảng Nam có tính chất quyết định cho cuộc đua thăng hạng V-League. Chính vì thế mà cả đội chủ nhà Quảng Nam và Công an Nhân dân đều khát khao giành điểm. Thế trận chặt chẽ được tạo ra sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu và phải đến phút thứ 71, thế bế tắc mới được khai thông sau bàn thắng trên chấm 11m của Trần Văn Đạt. Hưng ực khí thế sau bàn thắng đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tiếp tục có được bàn thắng nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ do công của Hà Văn Phương. Đánh bại Quảng Nam, câu lạc bộ Công an Nhân dân trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng hạng nhất quốc gia 2022 với một điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Khánh Hòa. Cũng trong chiều qua, giải hạng 3 quốc gia 2022 cũng đã tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng B. Học viện Nutifood dù vẫn duy trì mà trận bất bại, nhưng việc bị Đu Công Kiên Giang chỉ điểm ở lượt đấu trước cũng cho thấy dấu hiệu chững lại của các học trò huấn luyện viên Phạm Thành Nam. Và điều đó tiếp tục được thể hiện rõ hơn khi họ đối đầu với trẻ Long An. Ở lượt trận thứ tư bảng B giải bóng đá hạng 3 quốc gia 2022, Học viện Nutifood đã có một trận đấu mất khá nhiều mồ hôi trước trẻ Long An. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Thành Nam đã phải hai lần vào lưới nhận bóng, lần lượt ở các phút thứ 8 và 24. Sang hiệp 2, Học viện Nutifood lấy lại tinh thần. Đức Long lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 49, trước khi Khánh Duy cân bình tỷ số 2 đều ở phút 70. Khoảng thời gian còn lại, hai đội đều thi đấu thận trọng và ít có sự mạo hiểm. Trận đấu theo đó khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu còn lại, màn so tài giữa An Giang và Tây Ninh diễn ra khá hấp dẫn. Với thực lực được đánh giá cao hơn, An Giang đã vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 24 với bàn thắng của Thái Tiến. Tuy nhiên sau đó, Tây Ninh đưa trận đấu về thế quân bình khi thực hiện thành công quả penalty ở phút bù giờ thứ 2. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Ngọc Sơn đã tỏa sáng giúp An Giang giành chiến thắng kịch tính 2-1. Với kết quả này, An Giang tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Để khép lại bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Và đây cũng thay cho lời chào kết của chúng tôi trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ban tổ chức V-League vừa thông cáo báo chí về các danh hiệu bầu chọn trong tháng 9. Theo đó, câu lạc bộ Bình Định với thành tích 3 thắng, hòa 1, thua 1 được bình chọn là đội bóng xuất sắc nhất. Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng nghiễm nhiên thuộc về huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của đội bóng Đất Võ. Tiền vệ của câu lạc bộ Viettel, Nguyễn Hoàng Đức nhận cú đúp giải thưởng với hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng và cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc nhất ở vòng đấu thứ 20 của V-League 2022. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play. Ai sẽ tiếp bước những thành công của Lionel Messi và Alexia Putellas? Câu trả lời sẽ có trong lễ trao giải quả bóng vàng Ballon d'Or 2022. 1:30 ngày 18 tháng 10 bắt đầu với sự kiện thảm đỏ vào lúc 0 giờ, trực tiếp độc quyền trên FPT Play.